Lịch ngày tốt, xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong bản tin tử vi hàng ngày của 12 con giáp, dự đoán chính xác các phương diện về tài lộc, tình duyên, sự nghiệp và sức khỏe. Sau đây là thông tin chi tiết. Tử vi thứ 2, ngày 19 tháng 7 năm 2021 của 12 con giáp. Thông tin tổng quan ngày 19 tháng 7 năm 2021, tức ngày 10 tháng 6 âm lịch, ngày Mậu Thìn, cụ thể như sau. Tuổi xung ngày, Canh Tuất, Bình Tuất, tuổi hợp trong ngày, ngày Thìn lục hợp Dậu, tam hợp Tý và thân thành Thủy cục. Giờ hoàng đạo trong ngày, giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ và giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Hướng tốt xuất hành trong ngày hôm nay là hướng Đông Nam và hướng Bắc. Xem tử vi hàng ngày dự báo 4 tuổi gặp vận hành thông suôn sẻ trong ngày thứ hai này sẽ là tuổi Tý, tuổi Mão, tuổi Tỵ và tuổi Thân. Để biết vận trình của bạn hùng cát ra sao, mời các bạn cùng lịch ngày tốt xem tử vi ngày 19 tháng 7 năm 2021 cùng 12 con giáp chi tiết từng tuổi ngày sau đây. Tử vi tuổi Tý. Tử vi nhận thấy dưới sự phù trợ của tam hợp, người tuổi Tý sẽ có một ngày sự nghiệp phát triển thuận lợi. Bản mệnh sẽ nhanh chóng chạm tay tới mục tiêu mà mình đã đặt ra, thậm chí gặt hái được thành công đáng ngưỡng mộ. Hôm nay còn là ngày thích hợp để người làm ăn kinh doanh đưa ra những quyết định đầu tư. Với mối quan hệ xã giao rộng rãi, bạn có nhiều cơ hội hợp tác với các đối tác, bạn hàng đáng tin cậy, giúp lợi nhuận đổ về túi nhanh chóng, hay nhanh chóng nắm bắt cơ hội thuộc về mình. Tuy nhiên, thổ khắc thủy lại cho thấy tình cảm gia đình bạn đang có dấu hiệu rạn nứt. Đừng lấy bất cứ lý do nào để biện minh cho việc mình đỡ là chăm sóc gia đình. Dù có bận rộn đến mấy thì cũng hãy dành thời gian cho những người thân yêu trước khi quá muộn. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim, công việc tiến triển theo đúng kế hoạch. Tử vi tuổi Bính Tý, Thủy, giữ vững quyết tâm và tinh thần lạc quan. Tử vi tuổi Mậu Tý, Hỏa, đưa ra những quyết định đầu tư chính xác. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ, mở rộng tiếp xúc và giữ quan hệ với những người đáng tin cậy. Tử vi tuổi Nhâm Tý, Mộc, không nên cố tình lờ đi những xích mích tình cảm. Con số may mắn 3, 5, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường trắng, xanh dương, quỷ nhân phù trợ, Sửu, Thân, Thìn. Tử vi tuổi Sửu. Xem tử vi hàng ngày, dưới tác động của cục diện tường phá, nhiều chuyện không ý sẽ liên tiếp xảy đến với người tuổi Sửu. Bạn dễ rơi vào trạng thái thất vọng vì những công việc tưởng chừng đang thuận lợi lại bất ngờ gặp trục trặc trong ngày hôm nay. Bên cạnh đó, con giáp này cũng cần đề phòng kẻ tiểu nhân xuất hiện xung quanh mình. Bản mệnh trở nên tin người quá dễ dàng, đặc biệt là với những người mình không hiểu rõ. Chuyện làm ăn cũng cần suy nghĩ kỹ càng hơn trước khi hợp tác. Kiếp tài khuyên bạn trở nên đưa ra những quyết định mù quáng bốc đồng, đặc biệt khi quyết định của bạn nhận lấy nhiều sự phản đối của mọi người thì bạn lại càng cần phải bình tĩnh để cân nhắc hơn. Tử vi tuổi Ất Sửu, Kim, công việc gặp trở ngại bất ngờ. Tử vi tuổi Đinh Sửu, Thủy, không nên quá buồn bã, chán nản. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Hỏa, cẩn thận kẻ tiểu nhân xuất hiện xung quanh mình. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ, không nên đưa ra những quyết định bốc đồng. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc, không nên quá sốt sắng trong bất cứ công việc nào. Con số may mắn 2, 5, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường nâu, cà phê, quỷ nhân phù trợ, Tỵ, Dậu, Hợi. Để xem tuổi của bạn một cách nhanh nhất, hãy chọn mốc thời gian tương ứng đã được chú thích trong phần mục lục ngay dưới đây. Tử vi tuổi Dần. Xem tử vi hàng ngày, thiên quan gây rối, người tuổi Dần dễ vướng phải khúc mắc với những người có quyền cao chức trọng. Để hạn chế những rắc rối có thể xảy ra, bạn cần phải tránh bị kích động, có những lời nói hay hành động quá khích. Bạn là người mạnh mẽ, luôn sẵn sàng đứng lên bảo vệ những điều mình cho là đúng. Tuy nhiên, trước khi làm việc gì đó, bạn cần phải xem xét tình huống trước mắt mình, chớ biến mình thành kẻ nồng nổi, gây ấn tượng xấu cho người khác. Mộc khắc thổ còn khiến cho con giáp này dễ nảy sinh mâu thuẫn với con cái hoặc cha mẹ trong nhà. Khoảng cách thế hệ dễ dẫn đến những quan điểm bất đồng. Điều quan trọng là đôi bên cần phải lắng nghe đối phương một cách chân thành và cởi mở hơn. Tử vi tuổi Giáp Dần, Thủy, dễ vướng phải khúc mắc với người quyền cao chức trọng. Tử vi tuổi Bình Dần, Hỏa, cần tránh kích động, có lời nói quá khích. Tử vi tuổi Mậu Dần, Thổ, hãy cân nhắc tình huống và con người mình phải đối mặt.
Tử vi tuổi Canh Dần, Mộc dễ nảy sinh mâu thuẫn giữa cha mẹ, con cái trong nhà. Tử vi tuổi Nhâm Dần, Kim nên lắng nghe và thấu hiểu cha mẹ, con cái hơn. Con số may mắn 4, 7, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tương, xanh rêu, xanh lá cây, quý nhân phù trợ, Ngọ, Tuất, Hợi. Tử vi tuổi Mão, tam hội tụ khí, người tuổi Mão thực hiện được những kế hoạch đã đặt ra từ trước một cách thuận lợi. Bạn mệnh dần trở nên tự tin và quyết đoán hơn do bạn hiểu rằng mình cũng có những điểm mạnh riêng khiến cho nhiều người khâm phục. May mắn hơn, trong ngày này, quý nhân có thể xuất hiện để giúp bạn chỉ ra hướng khắc phục những khúc mắc đã tồn tại suốt thời gian qua, cũng như đưa ra những định hướng cho tương lai của bạn. Hãy trân trọng cơ hội học hỏi điều hay từ người ấy. Tuy nhiên, Mộc khắc thổ khuyên bản mệnh hãy quan tâm đến một nửa của mình, trở nên ích kỷ, chỉ biết có bản thân. Đừng cho rằng việc người ấy phải nghe theo mình là hiển nhiên, mà luôn ra lệnh cho người ấy, bắt người ấy phải nghe theo. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy tự tin hơn vào khả năng của mình. Tử vi tuổi Đinh Mão, Hòa có cơ hội gặp được quý nhân. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ kế hoạch đề ra phát triển thuận lợi. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc tìm ra định hướng cho tương lai. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim vợ chồng không nên cãi cọ, chiến tranh lạnh. Con số may mắn 4, 5, giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tương, xanh da trời, xanh rêu, quý nhân phù trợ, Dần, Thìn, Tuất. Tử vi tuổi Thìn, người tuổi Thìn sẽ trở nên cực kỳ cố chấp do phải chịu tác động của cục diện tự hình. Bạn không muốn lắng nghe lời khuyên của người khác vì bạn cho rằng mình đã hiểu rõ tất cả mọi việc. Ngoài ra, bạn cũng sẵn sàng tranh cãi, gây gổ với những ai có ý kiến trái ngược với mình. Đây là lý do khiến cho người khác ngại bắt tay vào làm việc chung với bạn, dù bạn có là người đạt được những thành tích xuất sắc trong công việc đi chăng nữa. Thổ vượng khuyên bản mệnh cần phải nhìn nhận vấn đề trước mắt thật rõ ràng, không nên khăng khăng với ý kiến của riêng mình. Bạn không phải là người đầu tiên đứng đầu thiên hạ. Ngoài kia cũng còn rất nhiều người tài giỏi hơn bạn và xứng đáng để bạn học tập. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hòa cứng đầu cố chấp trong công việc. Tử vi tuổi Bình Thìn, Thổ có xu hướng tự cô lập bản thân. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc sẵn sàng đối đầu với những người có ý kiến trái chiều. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim nhìn nhận vấn đề rõ ràng trước mắt. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy hãy lắng nghe lời khuyên của người khác. Con số may mắn 1, 6, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tương, vàng, xám, quý nhân phù trợ, Tý, Thân, Dậu. Tử vi tuổi Tỵ, thiên ấn nâng đỡ, người tuổi Tỵ có thể là tiền phong trong quá trình tìm kiếm biện pháp giải quyết công việc. Với đầu óc thông minh và mưu lược, bạn thường xuyên đưa ra những ý kiến độc đáo, không hề trùng lặp với bất cứ ai. Tuy nhiên, trước khi phát ngôn điều gì, bạn cần chú ý hơn đến cảm xúc của người đối diện. Không phải bao giờ nói thẳng nói thật cũng là hay. Nếu biết cách diễn đạt uyển chuyển, bạn sẽ còn đạt được hiệu quả giao tiếp ngoài mong đợi. Hòa sinh thổ, bản mệnh có một ngôi nhà khá yên bình. Gia đình là chỗ nghỉ ngơi của bạn sau một ngày làm việc đầy vất vả. Vì thế, nếu có khúc mắc trong lòng, hãy tâm sự với người thân để nhanh chóng được tháo gỡ. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hòa tìm ra những cách giải quyết vấn đề độc đáo và sáng tạo. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ dẫn dắt mọi người đi cùng đến thành công. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc hãy chú ý hơn đến cảm xúc của người khác. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim luôn yêu thương và trân trọng gia đình. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy đừng để người khác có cớ chê cười mình. Con số may mắn 4, 8, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tương, đỏ, hồng, quý nhân phù trợ, Ngọ, Mùi, Thân. Tử vi tuổi Ngọ, Hòa sinh thổ cho thấy người tuổi Ngọ đang xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Trong ngày này, bạn tự tin thử thách bản thân bởi bạn tin rằng xung quanh mình luôn có người ủng hộ. Trong gia đình, bản mệnh cũng biết luôn quan tâm và nhường nhịn nửa kia, do đó mà tình cảm vợ chồng ngày càng được yên ấm. Dù đôi khi vẫn có những ý kiến bất đồng, song hai người đều có thể bình tĩnh thảo luận, không khiến bầu không khí gia đình trở nên căng thẳng. Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực thu là ngày thu hoạch tốt nhưng kỵ khởi công, xuất hành, an táng. Vì thế, bản mệnh hãy sắp xếp công việc phù hợp, thực hiện trong ngày hôm nay để gặp được nhiều may mắn. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, Kim xây dựng được mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Tử vi tuổi Bình Ngọ, Thủy nhận được sự giúp đỡ của nhiều người.
Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hỏa luôn quan tâm đến suy nghĩ và cảm nhận của nửa kia. Tử vi tuổi Canh Ngọ, Thổ, vợ chồng đồng lòng vượt qua sóng gió. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc, thực hiện công việc theo kế hoạch đã đề ra. Con số may mắn 1, 7, giờ tốt 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tương tím, hồng, quý nhân phù trợ Dần, Mùi, Tuất. Tử vi tuổi Mùi, kiếp tài tác động, người tuổi Mùi có thể phải chịu sự ngờ vực của đồng nghiệp hoặc bạn bè. Khi mọi người không tin tưởng vào khả năng của bạn thì cách tốt nhất là bạn hãy dùng thực tế để chứng minh bản thân. Chỉ cần tập trung vào công việc thì mọi rắc rối của bạn gặp phải sẽ dần được giải quyết. Bạn chẳng hề thua kém bất kỳ ai, vì vậy chẳng việc gì bạn phải sợ hãi hay lùi bước. Hãy tìm cách biến thách thức thành cơ hội. Nếu có ý định xuất hành trong ngày hôm nay, bạn nên đi về hướng Đông Nam để gặp hỷ thần hoặc hướng Bắc để gặp tài thần. Như vậy, bạn sẽ gặp được nhiều may mắn hơn trong công việc, tránh được những rắc rối không đáng có. Tử vi tuổi Ất Mùi, Kim, chịu sự ngờ vực của bạn bè, đồng nghiệp. Tử vi tuổi Đinh Mùi, Thủy, hãy dùng hành động thực tế để chứng minh bản thân. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, Hỏa, đừng nên lùi bước khi đối diện với khó khăn. Tử vi tuổi Tân Mùi, Thổ, hãy tìm cách biến thách thức thành cơ hội. Tử vi tuổi Quý Mùi, Mộc, đi xa, hãy xuất hành theo hướng hoàng đạo. Con số may mắn 4, 9, giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tương, nâu, cà phê, quý nhân phù trợ Mão, Tỵ, Ngọ. Tử vi tuổi Thân. Tử vi hàng ngày chỉ ra rằng tam hợp phù trợ cho người tuổi Thân giúp bạn bắt tay vào làm việc gì cũng vô cùng hiệu quả. Nếu biết phát huy điểm mạnh của mình, sẵn sàng đứng ra nhận những nhiệm vụ khó khăn, bạn sẽ có cơ hội lọt vào mắt xanh của người làm lãnh đạo. Những ai cần tham gia thi cử thì sẽ gặp được nhiều yếu tố thuận lợi trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, bạn cũng đừng nên vì thế mà chủ quan lơ là. Nếu muốn đạt được điểm số cao, bạn cần phải ôn luyện kỹ càng và làm bài thi thật cẩn thận. Thổ sinh kim cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và người khác giới vô cùng tốt đẹp. Nếu còn độc thân và đang có người tìm hiểu, bạn nên thử cho đôi bên một cơ hội xem sao. Hãy mở rộng lòng mình rồi cuộc sống của bạn sẽ sang trang. Tử vi tuổi Giáp Thân, Thủy, công việc diễn ra theo đúng kế hoạch xây dựng từ trước. Tử vi tuổi Bình Thân, Hỏa, hào hứng mỗi khi bắt tay vào công việc. Tử vi tuổi Mậu Thân, Thổ, gặp nhiều may mắn khi tham gia thi cử. Tử vi tuổi Canh Thân, Mộc, tin tưởng vào năng lực của bản thân. Tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim, nhân duyên với người khác giới tốt đẹp. Con số may mắn 4, 5, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tương, bạch kim, vàng, quý nhân phù trợ Tí, Thìn, Tỵ. Tử vi tuổi Dậu, nhị hợp khiến cho người tuổi Dậu thường hay chần chừ do dự, đặc biệt là khi cần phải đưa ra những quyết định quan trọng. Nếu còn chưa chắc chắn, hãy hỏi thử ý kiến của những người đi trước đáng tin cậy xem sao. Trong các mối quan hệ xã hội, bạn là người nổi bật và được yêu mến nhờ cách đối nhân xử thế khôn ngoan. Bạn luôn đối xử thật lòng với những người chân thành với mình, đồng thời tránh xa những kẻ có ý đồ xấu để không vướng vào những chuyện thị phi. Thổ sinh kim, mối quan hệ gia đình của người tuổi này rất hòa hợp. Gia đình chính là hậu phương vững chắc giúp bạn không ngừng phấn đấu vươn lên, không chịu đầu hàng trước khó khăn thử thách. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy, chưa có định hướng rõ ràng cho tương lai. Tử vi tuổi Đinh Dậu, Hỏa, hay chần chừ do dự, thiếu quyết đoán. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ, thử tham khảo ý kiến của những người giàu kinh nghiệm. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc, mối quan hệ xã giao phát triển thuận lợi. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim, không ngừng cố gắng tiến lên phía trước. Con số may mắn 6, 0, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tương, bạch kim, xám, quý nhân phù trợ Sửu, Thìn, Tỵ. Tử vi tuổi Tuất, cục diện tương xung là nguyên nhân khiến cho công việc của người tuổi Tuất liên tục gặp trục trặc. Nếu bạn là người mắc sai sót, hãy dũng cảm đứng ra nhận trách nhiệm về mình, chứ đừng tìm cách trốn tránh hay đổ tội cho người khác. Trên phương diện tài lộc, những người làm ăn kinh doanh nên tránh ký kết những hợp đồng quan trọng với đối tác trong ngày hôm nay, nếu không bạn sẽ dễ mắc sai lầm hoặc rơi vào bẫy kẻ xấu giăng sẵn khiến cho tiền bạc suy giảm. Tốt nhất là hãy chờ đợi một thời cơ thích hợp hơn. Trong ngày thổ vượng, bạn mệnh cần chú ý nhiều hơn đến sức khỏe, tránh làm việc quá sức dẫn đến tình trạng lao lực.
Hãy nhớ rằng chỉ khi có sức khỏe, đầu óc minh mẫn thì bạn mới làm việc đạt được hiệu quả cao. Tử vi tuổi Giáp Tuất, Hòa, công việc vướng phải nhiều rắc rối. Tử vi tuổi Bình Tuất, Thổ, không nên đổ trách nhiệm cho người khác. Tử vi tuổi Mậu Tuất, Mộc, tranh ký kết những hợp đồng quan trọng. Tử vi tuổi Canh Tuất, Kim, chờ đợi thời cơ thích hợp. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, Thủy, chú ý hơn đến tình hình sức khỏe của bản thân. Con số may mắn 2, 4, giờ tốt 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường vàng, nâu, quý nhân phù trợ Dần, Ngọ, Thân. Tử vi tuổi Hợi, Thổ khắc Thủy, người tuổi Hợi còn độc thân nên biết cách giữ khoảng cách thích hợp với mọi người. Bạn trở nên tin theo lời đường mật của những người chưa thực sự thân quen, đó có thể là kẻ xấu muốn lừa gạt tình cảm của bạn. Những người đã có gia đình cũng nên quan tâm đến người kia nhiều hơn, tránh ích kỷ làm mọi việc theo cảm xúc cá nhân. Muốn xây dựng gia đình hạnh phúc, bạn cần học cách đặt mình vào hoàn cảnh của nửa kia và bao dung với khuyết điểm của người ấy. Thiên tài nâng đỡ, bạn mệnh có thể kiếm được một khoản khá khá nhờ nghề phụ của mình. Đó là thành quả hoàn toàn xứng đáng với công sức lao động của bạn. Bạn có thể tự thưởng cho mình một món quà để cổ vũ tinh thần. Tử vi tuổi Ất Hợi, Hòa, đề phòng những đối tượng xấu tiếp cận. Tử vi tuổi Đinh Hợi, Thổ, giữ khoảng cách thích hợp với mọi người. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, Mộc, quan tâm nhiều hơn đến nửa kia. Tử vi tuổi Tân Hợi, Kim, tìm được nhiều cơ hội để tỏa sáng. Tử vi tuổi Quý Hợi, Thủy, nhận được đồng lương xứng đáng với công sức lao động. Con số may mắn 3, 8, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường đen, trắng, quý nhân phù trợ Dần, Mão, Mùi. Đánh giá tử vi thứ hai ngày 19 tháng 7 năm 2021 của 12 con giáp. Tuổi nào sẽ gặp được nhiều điều như ý trong ngày hôm nay? Đó có thể là các tuổi Tỵ, tuổi Thần hay tuổi Dậu. Tuổi nào dễ vướng phải nhiều rắc rối nhất? Đó có thể là các tuổi Sửu, tuổi Dần hay tuổi Thìn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin. Chúc các bạn mọi điều an lành. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất và hữu ích nhất trên kênh Lịch Nghệ Tốt nhé!